Tối ngày 2 tháng 3, một đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội ghi lại nữ sinh đu hai tay treo lơ lửng thân mình ở lan can tầng 3 của một ngôi trường trên địa bàn quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Theo nội dung đoạn video, một nữ sinh mặc đồng phục của ngôi trường đu hai tay ở lan can trên tầng 3, trong khi nhiều người bên dưới la hét, hô hoán. May mắn, trong lúc nữ sinh chơi với, một người đàn ông có mặt kịp thời ở phía hành lang và kéo nữ sinh thoát vào bên trong an toàn. Được biết, nữ sinh này đang học lớp 6 tại trường trung học cơ sở Minh Đức, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi kết thúc buổi học vào lúc 18:30, em này ngồi ghế đá trong khuôn viên trước sân trường đợi người thân một lúc, rồi đi bộ ngược vào bên trong. Em này theo cầu thang bộ, đi lên tầng 3 và đu hai tay qua lan can. Lúc này bảo vệ phát hiện và cứu nữ sinh kịp thời. Sau sự việc, em nữ sinh đã ổn định lại tinh thần và được người thân đưa về nhà.